rapper đại diện cho thành phố cảng họ không công nhận mày. Những dân chơi thành phố hóa phượng đỏ họ không tôn trọng mày. Và như mày thấy, tao là người tạo điều kiện để mày ra track nhiều view nhất của sự nghiệp. Không phải người trong cuộc nhưng mà có những câu chuyện người trong kẹt mày kể nó vang đến tận tao. Quán quân à, cầm cái danh hiệu mày giơ lên mà cho đùa mày ra họ tin. Nghe cậu dậy này, chỉ đàn bà nó mới lộ linh. Nói về trình độ thì khi tao cúi xuống à xì mà đích. Nhưng lần này nó ít view quá vì không động có chi, vì không động có đá. Là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Oh yes, daddy. Nhưng mà có một số cái của Tết em không thích lắm. Em nhất là cái câu câu cuối cái gì nhỉ? Tức là em cảm giác như nó muốn rằng là cái chất ngông của nó phải được khẳng định ấy. Kiểu nó nói là cái gì? Tao câu gì nhỉ? Tao có nhiều người giỏi hơn tao ở lĩnh vực khác nhưng mà rap thì không ấy. Tức là câu đấy khẳng định mình là một rapper số 1 ấy. Em thật luôn, nếu em là ICD thì em dã câu đấy đến chết. Bởi vì có rất nhiều cách để phản bác câu đấy. Thứ nhất là ông đi thi rap Việt, ông thua ở cái vòng gần cuối là đã là ông không phải người giỏi nhất rồi. Đã có khoảng ít nhất là 8 người vào chung kết là giỏi hơn ông rồi. Cái thứ hai là cái nhận mình là người, nói chung là cái câu chuyện nhận là người giỏi nhất ấy, nó là một cái rất là nhạy cảm cho nhạc rap. Siêu nhạy cảm. Rất là nhạy cảm. Chưa kể là ngày hôm qua có những bài báo theo kiểu là người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam lộ clip, thì em nghĩ cái danh rapper số 1 bây giờ không ai muốn nhận.
Nhưng mà Tết lại nhận, mày quá, tự nhiên đang có một cái danh hiệu mà không ai muốn nhận, tự nhiên ông Tết ông lại nhận. Tức là đấy nói chuyện vui vậy thôi, em thấy nó hơi buồn cười, nhưng mà... Em, tiếp theo, ICD sẽ đặt tên là rapper số 1. Em nghĩ là cái angle này là một cái angle mà ICD sẽ dã hàng Tết đến chết ở round thứ 2 luôn. Ra rất là nhiều, rất là nhiều cái để nó phản đam.先輩